Hương Lan, tên thật là Trần Thị Ngọc Ánh, thường được biết đến với nghệ danh Hương Lan. Sinh ngày 9 tháng 5 năm 1956, là một nữ ca sĩ người Việt Nam, là một trong những cái giọng ca xuất sắc nhất trong các dòng nhạc vàng, nhạc trữ tình và cải lương xuyên suốt sự nghiệp của mình. Bà còn được biết đến là một trong những cái giọng ca trụ cột của Trung tâm Thúy Nga từ những ngày đầu tiên thành lập tại hải ngoại. Hương Lan tên thật là Trần Thị Ngọc Ánh, sinh ra tại Sài Gòn, là con cả trong gia đình có 5 người con. Thân phụ của bà là nghệ sĩ Hữu Phước, nghệ sĩ cải lương ở Việt Nam Cộng Hòa vào những thập niên 1960. Dưới sự giáo dục của thân phụ, bà khởi nghiệp ca hát bằng thể loại vọng cổ. Năm 1960, thân phụ của bà đã đưa bà lên sân khấu và cũng diễn trong vở cải lương Thiếu Phụ Nam Sương khi chỉ mới 5 tuổi. Nghệ danh Hương Lan của bà được ghép từ chữ Hương trong Thanh Hương và chữ Lan trong Úc Bạch Lan, nghệ danh của hai nghệ sĩ thân thiết với gia đình. Về sự nghiệp âm nhạc, khởi đầu sự nghiệp với tân nhạc. Năm 1966, bà khởi đầu sự nghiệp hát tân nhạc dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Trúc Phương. Nhiều bài tân nhạc do bà trình diễn đơn hoặc song ca với các danh ca khác được phát trên đài phát thanh, được thu âm trên các đĩa nhựa. Ca khúc tiêu biểu của bà là Ai Ra Xứ Huế của Di Khánh, nhận nhiều sự chú ý và mến mộ bởi cái chất giọng ngọt ngào và thanh khiết. Bà được hầu hết các nhật báo cũng như là tạp chí ở Sài Gòn lúc bấy giờ mệnh danh là Thần Đồng. Từ cuối năm 1974, nhạc sĩ Ngọc Chánh đã có những cuộc thương thảo nhằm để thực hiện cái tuyển tập thu băng đầu tiên mang tên Tiếng Hát Hương Lan trong bộ băng nhạc Short Run thời bấy giờ. Tuy nhiên, dự án này không thể thực hiện do thời cuộc đầu năm 1975. Trở thành đạo chính cải lương, đầu năm 1975, bà cùng cha được mời về diễn cải lương và tuồng cổ với đoàn Kim Chung. Thời gian này, bà thường diễn chung với kép hát trẻ lừng danh thập niên 1970, đó là nghệ sĩ Chí Tâm. Chỉ trong cái thời gian ngắn, cặp đôi Chí Tâm Hương Lan được xem là một trong những cái cặp diễn viên thu hút khán giả nhất Sài Gòn với các vở diễn Hán Đế Biệt Chiêu Quân, Cây Sầu Riêng Trổ Bông, Nắng Thu Về Ngõ Trúc. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bà vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát trong đoàn cải lương Văn Công với các vở Tình Yêu Và Bảo Chúa, Cây Sầu Riêng Chỗ Bông. Tháng 12 năm 1975, bà lập gia đình với nghệ sĩ Chí Tâm khi mới 20 tuổi. Năm 1977, bà sinh hạ người con trai đầu lòng đặt tên là Harry Bảo Nhi. Năm 1978, bà sinh người con thứ hai đặt tên là Patrick Bảo Trang. Vinh danh tại hải ngoại. Trước đó thì thân phụ của bà do có quốc tịch Pháp từ trước nên đã sang Pháp định cư theo diện hồi hương. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, tháng 2 năm 1978, bà cùng chồng và người con trai được thân phụ bảo lãnh xuất ngoại định cư tại Pháp. Khi đó thì bà đang mang thai người con thứ hai. Thời gian đầu ở Pháp thì bà cùng chồng và hai con trai cư ngụ tại Toronmont, ngoại ô ở thủ đô của Paris. Cuộc sống chật vật, dù mới sinh hạ người con thứ hai, bà phải đi làm thuê ở nhà hàng kiếm sống, vừa hỗ trợ chồng có thể học tiếng Pháp và học nghề. Sang năm 1979, chồng bà may mắn xin được việc làm ở một cái công ty của Thomson, một cái liên danh sản xuất bản mạch điện tử. Nhờ đó thì cuộc sống gia đình cũng đỡ phần nào. Gia đình bà sau đó dọn về quận 13 ở Paris. Hoạt động nghệ thuật của hai ông bà bấy giờ chỉ giới hạn khi thỉnh thoảng đi hát trong các buổi lễ của cộng đồng Việt Nam tại Pháp. Thời gian này, giữa hai người bắt đầu nảy sinh những cái rạn nứt và mâu thuẫn. Năm 1982, bà ly dị và dẫn hai con trai sang Mỹ. Tại Mỹ thì bà tham gia sinh hoạt văn nghệ trong cái cộng đồng người Việt. Năm 1983, Trung tâm Thúy Nga mời bà tham gia thu âm và ghi hình cho tuyển tập chương trình Paris By Night. Bà tham gia biểu diễn với hai nhạc phẩm Muộn Màng của tác giả Tấn Phát, song ca với Tấn Phát, và Trên Đỉnh Mùa Thu, tác giả Trần Thiện Thanh. Sau khi chương trình được phát hành dưới dạng băng VHS đã nhanh chóng phổ biến trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Cũng nhờ đó, bà có sự thành công trở lại trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
Trong những năm sau đó, bà trở thành một trong những cái giọng ca trụ cột của Trung tâm Thúy Nga. Bên cạnh đó thì bà cũng biểu diễn và thu âm cho một cái số chương trình âm nhạc khác được cộng đồng người Việt hoan nghênh. Thập niên 1980 từng được mệnh danh là thập niên của Hương Lan khi bà liên tiếp thành công trên cả hai lĩnh vực tăng nhạc và lẫn cổ nhạc. Cặp song ca Tuấn Vũ, Hương Lan cũng được xem là cặp song ca lừng danh trong cái thị trường âm nhạc hải ngoại cuối những thập niên 1980 và đầu những thập niên 1990. Phụng sự cho nghệ thuật của quê hương, trong một số bài phỏng vấn, Hương Lan vẫn thường cho biết cuộc đời của bà chỉ phụng sự cho nghệ thuật và mơ ước của bà là được trở về hát trên chính quê hương của mình. Năm 1994, lần đầu tiên bà trở về Việt Nam cùng với những nghệ sĩ hải ngoại như là Quốc Anh, Đức Huy, Bảo My. Hai năm sau, Hương Lan được phép trình diễn trước khán giả tại Việt Nam nhờ thiện chí phục vụ khán giả và niềm ước mơ tầm thường của mình được nhận biết. Đến thập niên 2000, bà thường xuyên xuất hiện trong chương trình thiếu nhi của bé Xuân Mai tại Việt Nam. Tháng 5 2009, Hương Lan tổ chức live show của mình tại Việt Nam với tên Ơn Đời Một Khúc Dân Ca. Tuy có nhiều trục trặc về khâu dàn dựng, cả Hương Lan và khán giả đều không vừa ý với cách làm việc của ông bầu Hữu Lộc và sự cố về tiền thù lao của công ty Nụ Cười Mới. Nhưng live show đã kết thúc tốt đẹp và thu hút đông đảo khán giả với mức cao nhất đến 1,5 triệu đồng một vé thời bấy giờ. Năm 2019, Hương Lan tham gia chương trình Ký ức vui vẻ với vai trò khách mời. 4 năm sau, bà tham gia mùa thứ 2 của chương trình Ca sĩ mặt nạ và giành giải ba chung cuộc khi hóa thân thành mascot Cú Tây Bắc. Năm 2024, Hương Lan kết hợp cùng Mira Trần tung một cái video ca nhạc Mẹ ơi vào ngày 23 tháng 5 năm 2024. Đời tư của bà lập gia đình lần đầu vào cuối những năm 1975 với người bạn diễn đó là Chí Tâm. Tuy nhiên đến năm 1982, hai người ly dị khi đang định cư ở Pháp. Hai người có với nhau hai người con trai, đó là Harry Bảo Nhi sinh 1977 và Patrick Bảo Cang sinh năm 1978. Đầu năm 1986, trong buổi tiệc mừng sinh nhật của ca sĩ Elvis Phương, bà gặp ông Đặng Quốc Toàn, một cái kỹ sư cơ khí hàng không. Hai người nảy sinh tình cảm và chính thức đi đến hôn nhân vào năm 1988. Ông Toàn thì có ba người con riêng trước khi về sống với bà. Bà được nghệ sĩ Hoài Linh xem như chị ruột vì từng đã dìu dắt ông ngay từ khi mới bước chân vào sự nghiệp nghệ thuật tại Mỹ. Các tiết mục biểu diễn trên sân khấu của bà, Hương Lan xuất hiện thường xuyên trong chương trình Paris by Night với những nhạc phẩm tình ca quê hương như Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, Em Đi Trên Cỏ Non, Chiếc Áo Bà Ba, Điệu Buồn Phương Nam và gần đây đó là Cánh Thiệp Đầu Xuân, Mùa Xuân Của Mẹ, Tiễn Người Đi, Chuyện Chúng Mình, Tàu Đêm Năm Cũ. Trong live show Con Cò Bé Bé của Xuân Mai, Hương Lan xuất hiện hai lần hát với Xuân Mai những cái bài hát như Lặng Sóng Trùng Dương, Vườn Cây Của Ba, hát cùng Xuân Mai, Rick Anh Tuấn, em trai của Xuân Mai và MC Thanh Bạch. Trong live show Con Còn Bé Bé 15 thì Lòng Mẹ và Ngàn Năm Ca Dao Mẹ cũng cùng với Xuân Mai trong Con Còn Bé Bé 16. Mắt Huế Xưa của Trung tâm Paris by Night 78 và Cổ Hoài Lan, Trân Trời Tím, Đây Thôn Vĩ Dạ, Quê Nghèo